kéo bên đó có một cái thằng đó vô nhà mình nhớ rồi là mình cái chủ đó chủ gà và nó kéo một nhánh rồi nè, hai nhánh rồi, ba nhánh luôn các bạn ơi, mình ra chiều ba nhánh nữa các bạn ơi. Chắc rồi để dưỡng là những là cắt bỏ tiếng rồi chào anh nói lại anh cắt tiền nhánh nữa rồi nhánh nơi nó nhánh nó ngã nó nhà luôn rồi wow quá tuyệt luôn quá tuyệt vời luôn rồi đó rồi cắt tiếp mấy nhánh tiền nữa mình quay tiếp nha các bạn mẹ treo bốn nhánh luôn rồi các bạn nhánh hai nhánh luôn các bạn ơi em treo bốn nhánh luôn giờ còn là hai nhánh to nữa nha các bạn rồi thằng đứng lấy thế các bạn anh cắt cái nhánh to kia anh mở miệng coi đó các bạn anh cắt nhánh kia cho nó sụ nó ngã ngàn kia cho nhánh đó nó ngã theo luôn các bạn quá dữ wow nguyên chùm luôn quá tuyệt vời luôn rồi đang xuống các bạn ơi rồi tí anh treo tiếp nhánh kia nữa mình quay tiếp nha các bạn giờ bên kia còn hai nhánh đó anh treo hai nhánh đó tiếp tục anh đổi đầu dây nha còn anh treo nhánh kia giờ anh lấy cái đầu kia treo mở miệng ổ anh cắt trước cái lóng kia các bạn cho chống rồi rồi giờ anh cắt cho nó ngã luôn các bạn nó ngã trước nhanh luôn các bạn mình nghe gắt gắt rồi đó
ê, nó một nhánh nó hoảng mặt ghê không. Luôn nhánh nó luôn, hai nhánh luôn còn treo vòng ngoài luôn nè, quá tuyệt luôn. Cá phải ơi. Rồi còn ba nhánh này tí ảnh cắt ba nhánh này rồi mình quay luôn nha các bạn. Đây anh cột cái nhánh nó luôn các bạn, nhánh là to to cao quá. Cái tàn trên luôn. Ngã luôn mọi người. Wow, quá tuyệt luôn các bạn. Đây còn hai nhánh, chắc ảnh là cắt cho nó rớt luôn. Còn anh có móng cái lóng nào không thì mình quay tiếp cho các bạn. Tại vì đó anh bấm một lóng ở trên đó nha các bạn. Nó này cũng cái đầu đó rồi. Hai anh hỏi mèo các bạn. Cái nhánh đó thì nó ngã như thế, nó ngã nghiêng nhiều kia nha các bạn, nhưng mà bây giờ tiếp tục ngã vô đây thôi. Bên kia các bạn thấy có mấy nhà đó lại tôi cho đất cho các bạn ạ. Đứng luôn các bạn ơi, thoát tim luôn. Rồi tí anh xuống anh hạ góc mình đưa tiếp cho các bạn xem luôn nha. Này.
Oh,